Trời ơi, một cái cặp 350 ngàn mà các bạn xài kỹ, xài 5 năm đi. 5 năm là bao nhiêu? 365 nhân 5 cho 1.500 ngày đi. 1.500 cộng 300 ngày lẻ nhân 5 nữa là 1.650 ngày gì đó. Mà chia cho 350 ngàn thì một ngày bạn chỉ xài có 200 đồng thì... Nhức đầu quá thật chứ. Thôi dẹp các bạn nha. Ayo, hello, xin chào các fly. Như cái bìa các bạn thấy rồi, các bạn biết hôm nay bài review cái gì rồi đó. Cái chủ đề này rất là khó, bài đã chằn chọc 7 ngày 7 đêm mà không biết phải review cái cặp như thế nào nữa. Các bạn biết không, lỡ review sai một cái là hối hận cả đời luôn. Mà bay chẳng biết gì về cặp để review. Mà thôi, chúng ta tới với cặp đầu tiên nè. Đây là cặp gì nào? Đây chính là một cái cặp Fairy Tail. Và đây chính là cặp của bay. Của bay nhưng không phải là để bán mà là của bay đang xài các bạn nha. Bay đã dùng một cái trong 2 năm để xem độ bền của nó như thế nào. Và tại sao lại là cặp Fairy Tail? Bởi vì bay chưa có Fairy Tail bao giờ cả. Bởi vì nó bạn nghe nhất trong tất cả các cặp, không sao. Bay xài rất là mòn rồi và vẫn xài rất là tốt. 2 năm trời chưa giặt một lần luôn, chưa thèm giặt một lần luôn. Xin sò chứ. Chừng nào có cơ hội, chừng nào có dịp đồ bay sẽ sắp xếp cho đi giặt một lần. Và bây giờ bay sẽ giới thiệu các loại cặp mới nè. Trước tiên là cái cặp của Attack on Titan. Ở đây là một cái form khác với cặp này. Một cái cặp này nè, nó có đủ ngăn để bay chứa một cái laptop, một cục sạc, ba cái kẹo, hai cái bánh với lại lót chuột rồi tùm lum thứ đấy trong này nữa. Ngăn này ngăn kia, ví dụ đựng chai nước nè, đựng cái bánh răng nè. Mỗi lần bay đi phượt, đi du lịch chỉ cần một cái quần xì là đi được rồi. À, một cái quần đùi là đi được rồi. Và cặp này thì như thế nào nè? Nó có một cái logo của Attack on Titan ở đây. Cả dây có chữ luôn, xịn sò chứ. Và bên trong này có gì nào? Cái form này khác với form cặp của bay á, nên bay không biết phải làm như thế nào luôn. Thì nó cũng có một ngăn nhỏ để riêng đồ nè, một ngăn bự nè để chứa đồ chính, ví dụ như là đồ đi học hay laptop. Ngăn chứa đồ bí mật nè, cũng ngăn chứa đồ bí mật, cái khu này hết mẹ bí mật rồi. Thôi kệ, đây là ngăn chứa đồ bí mật các bạn nha. Một ngăn, hai ngăn, một ngăn ở ngoài này. Ủa sao mở mà thành đóng mẹ. Một ngăn ở ngoài này, không có ngăn sâu lưng. Cặp này về đồ đẹp thôi, chứ so về cặp đen thì cái số ngăn của nó ít hơn. Đẹp, gọn và tiện dụng. Một cái cặp Attack on Titan màu xám. Màu này màu xám hay màu gì? Màu da người các bạn nha. Cái thứ hai là một cái cặp Tokyo Ghoul ngạ quỷ. Có luôn cái mặt của Kaneki ở đây. Một cái mặt rất ngầu lời với cái mặt nạ để không ai biết cậu ta là ngạ quỷ. Nhưng thật ra ai cũng biết cả, đeo cho ngầu thôi. Cái cặp này có vẻ tương tự như là cái cặp của Attack on Titan đó. Hai dây. Vải này thuộc dạng vải bố canvas nè. Biết xài vậy có thấy không nè. Cái ngăn bí mật đã chuyển sang bên trái rồi. Và nó không có dây kéo nên nó hết bí mật rồi. Cái thành trắng dày hơn ở đây. Các bạn có thể đừng pin, đừng đồ ăn vặt, ổ cứng các kiểu vậy á. Đằng sau lưng hôn nha. Về số ngăn cặp, cái này tương tự với cái Attack on Titan bên kia. Và chúng ta sẽ đến với cái dòng chính của bay. Có một loại Suwakola màu vàng nữa nhưng mà cháy hàng rồi. Tokyo Ghoul, đây là cặp dòng chính của bay. Và bay cũng đang xài loại này. Một cái cặp Tokyo Ghoul mới cống không mòn đít nha. Trời, bán cái mòn đít đồ bị chửi không thân thiết luôn á. Mắc sốc. Thì cặp này bay rất là thích vì nó có rất là nhiều ngăn cục tiện dụng. Và xài cũng rất là bền nữa. Vải cũng là thuộc dạng vải bố luôn. Dây màu trắng màu đen, rất là cách biệt nhau. Nếu các bạn coi Sword Art Online, coi bộ đồ của Kirito á, thì tất cả màu đen đều có các viền màu trắng như thế này nè. Nhìn rất là hợp nhãn. Nhiều bạn đi bay không biết, nhưng về theo cá nhân của bay thì bay thích màu này nhất nên nhập màu này nhiều nhất nè. Thì chúng ta sẽ đếm thêm thử cái loại cặp này có bao nhiêu ngăn nha. Đầu tiên là một ngăn ở trước cửa. Đằng sau lưng có một ngăn, có nút luôn. Đây chứa những thứ không quan trọng ngoài này. Hai bên có hai ngăn túi. Bên trong cặp nào, một ngăn lớn ở bên trong cái ngăn nhỏ thì cặp nào cũng vậy hết. Chà khó nhìn người ta. Đây có thêm một ngăn ở giữa cặp nè. Ở phía vách bên này lại có thêm hai cái ngăn nữa, hai ngăn nhỏ nữa. Nên thể là chứa đồ thoải mái luôn. Và đằng trước bụng là một ngăn Doraemon nữa. Cái cặp này tổng cộng có bao nhiêu ngăn nhỉ? Để mày đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lưng có một ngăn nữa. 9. Ủa lưng này kiểm rồi mà. Tất cả là cả cái này nữa là 10 ngăn. 10 ngăn cho một cái cặp bé xíu như thế này. Và có thể chứa được đủ thứ đồ hết. Nên bay rất là thích loại cặp đen này. Màu sắc đẹp, ngăn nhiều. Và mẫu rất anime luôn à. Và mẫu đa dạng. À thật ra thì bay nhập một số anime chính thôi. Một số anime phụ nhập về ít người mua lắm. Giống như là tế bào hủy diệt hay là gì gì đó thì
bản không chạy nên bay không có nhập lắm nha. Nên chúng ta đã biết chi tiết về cái cặp này rồi, thì chúng ta sẽ coi lại những mẫu cặp đen trắng khác là những mẫu nào nha. Mẫu Fairy Tail bay chưa coi, nhưng mà nếu chừng nào mà bay coi thử nó mà hay thì Dũng rất hay, tại vì lượng fan rất là lớn. Chỉ là fan của Fairy Tail ít mua phụ kiện hơn là One Piece Naruto thì phải, bay cũng không rõ nữa. Nhưng mà tất cả mọi mẫu anh sẽ nhập đa dạng hơn, dù ít dù nhiều để phục vụ các bạn nha. Fairy Tail Naruto, ở đây có logo làng lá và các Sharingan ở đây. Sword Art Online, ở đây là hai cây kiếm và có ghi chữ Kirito ở đây. Ở dưới này là chữ Sword Art Online tiếng Nhật và tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh. Trời, một cái cặp 350.000 mà các bạn xài kỹ, xài 5 năm đi, 5 năm là bao nhiêu, 365 nhân 5 cho 1.500 ngày đi, 1.500 cộng 300 ngày lẻ nhân 5 nữa là 1.650 ngày gì đó. Mà chia cho 350.000 thì một ngày bạn chỉ xài có 200 đồng thì nhức đầu quá thật chị. Thôi dẹp các bạn nha. Nào về bấm máy tính các bạn ơi. Đây là một cái cặp One Piece, có cái đầu lâu của cờ One Piece. Ủa là cờ One Piece gì? Có cái đầu lâu của cờ băng mũ rơm ở đây, và cái chữ One Piece ở đây. Có một sự thật mà không phải ai cũng không biết, đó chính là cái logo này không phải do Luffy vẽ, vì Luffy vẽ xấu quá à. Cái cặp One Piece này rất là đẹp nè các bạn. Và chương trình review cặp ngắn gọn của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye. À còn hai cái mũ nha, mũ A và mũ Luffy nữa. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xem trang bị anime tối tân tại kênh Bay Store. Đọc Attack on Titan Season 4 và các loại truyện hắc não sau này tại kênh Bay Anime. Bye bye, chăm cam.